Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút tại siêu thị điện máy Văn Hiền. Đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ siêu thị rộng 12 mét, sâu 30 mét và sang ngôi nhà 3 tầng phía sau. Ba người trong nhà may mắn thoát nạn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ đồ điện máy trong siêu thị bị thiêu rụi, phần mái tôn đổ sập, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3 đến 5 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sự việc diễn ra vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 16 tháng 2 tại km 1856 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vào thời điểm này, tài xế Lương Văn Nam, sinh năm 1976, điều khiển xe ô tô khách vượt tại nơi cấm vượt. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã làm việc với tài xế và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt, đồng thời cho lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện. Cụ thể, tổng số khám, cấp cứu liên quan tới tai nạn giao thông là hơn 23.000 trường hợp, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ Tết 2023. Trong khi đó, cấp cứu do pháo nổ tăng hơn 51% trong dịp Tết. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh trong những ngày nghỉ Tết ổn định, không có dấu hiệu tăng bất thường. Bộ Y tế cũng không nhận được các phản ánh thiếu thuốc, tăng giá thuốc phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Theo Bộ Giao thông Vận tải, vị trí xảy ra tai nạn đã có biển báo nhập làn, vạch sơn, biển giảm tốc độ, biển tốc độ tối đa 60 km/h. Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết quang đãng, tầm nhìn không bị hạn chế. Để đánh giá rõ ràng cần chờ đợi kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan, hướng khắc phục, xử lý. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc theo dõi diễn biến, tình huống phát sinh trên các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác, từ đó kịp thời điều chỉnh những phát sinh, bất cập trong tổ chức, đảm bảo an toàn giao thông. Nhóm ngành tài chính ngân hàng hiện đang là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công lừa đảo, theo sau là ngành bán lẻ, thương mại và giả mạo cơ quan chức năng. Các trang web lừa đảo hầu hết là giả mạo các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Tiki, Shopee, Sendor. Do đó, cùng với việc công khai các website giả mạo, bản thân người dùng cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, cũng như cung cấp thông tin cá nhân. Sau thời gian dài bị mai một, những năm gần đây, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã khôi phục lại lễ hội Sen Mường và trở thành lễ hội thường niên vào mỗi độ xuân về, thể hiện tấm lòng tôn kính, tri ân của nhân dân, tưởng nhớ công lao to lớn của cha ông xưa đã lập nên bản, nên mường. Lễ hội gắn với văn hóa nông nghiệp, thể hiện tín ngưỡng cầu mong thần nước phù hộ cho quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người người ăn nên làm ra, bản mường no ấm, gia đình hạnh phúc, yên vui. Còn đối với nghệ thuật keng lóng, thì lóng có nghĩa là cái máng dùng để giã lúa. Keng lóng là gõ bằng chày vào hai thành máng giã lúa. Keng lóng là một trong những sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật gắn với đời sống của đồng bào Thái ở huyện Mai Châu từ rất lâu đời, không thể thiếu trong các dịp lễ hội như lễ mừng cơm mới, lễ sen bản, sen mường, lễ trá chiêng, Tết Nguyên đán. Khi được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di sản phi vật thể cấp quốc gia múa keng lóng, thì đây là một niềm tự hào của đồng bào dân tộc, các dân tộc của huyện Mai Châu. Trong thời gian tới thì với góc độ cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm sao đó mà đông đảo du khách cũng như là bà con dân đều hiểu về cái nghệ thuật múa keng lóng của đồng bào dân tộc Thái. Như mọi người đã biết thì Mai Châu là một cái tên nhắc đến thì luôn gợi thương, gợi nhớ trong lòng người, bởi đó không chỉ là miền đất cổ hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng, mà còn là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số với những sắc màu văn hóa khác nhau. Và một trong những cái sắc màu văn hóa đó chính là nghệ thuật trình diễn kèng lóng. Và khi mà kèng lóng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thì đấy chính là niềm tự hào của bà con nhân dân của huyện Mai Châu. Trong khuôn khổ lễ hội Sen Mường có một phần rất quan trọng là lễ dâng hương tưởng nhớ đến các bậc nhân thần, tiền bối đã có công lao to lớn trong việc cùng với muôn dân khai khẩn đất đai, lập nên bản, nên mường như ngày nay. Đây là một nghi thức rất quan trọng tại đền Làng Bôn. Dự lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia keng lóng và lễ hội Sen Mường, du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như bắn nỏ, kéo co, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực của đồng bào Thái. Ngay từ sáng sớm ngày chính hội mùng 10 tháng Giêng, nhiều người dân làng đã nghiêm cẩn trong những trang phục truyền thống.
tay bưng lễ nổ nước đến đại đình dự lễ khai hội, dâng lên thành hoàng làng là Đức Thánh Phùng Hưng, tức Bố Cái Đại Vương, người đã có công lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Đường và giành thắng lợi. Hội làng là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao to lớn của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Và đây là năm đầu tiên sau khi được nhà nước công nhận là lễ hội là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Do vậy năm 2019 thì được công nhận và đến nay thì cũng là năm đầu tiên được huyện đứng lên để làm tổ chức lễ hội. Đối với cả các cái nghi lễ cúng tế thì cũng đều được thực hiện theo cái nghi lễ cúng tế truyền thống. Và bên cạnh đó thì phần nghi lễ cúng tế thì có thêm ra phần hội. Phần hội thì được tổ chức song song với cả các cái ngày diễn ra lễ hội từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng Giêng. Nói chung là về cái tinh thần và cái tình cảm của các cô về tham gia cái lễ hội làng năm nay ấy thì nó cũng có khác mọi năm. Tức là nó mang theo một cái tinh thần và một cái dấu ấn mới trong cái lễ hội, bởi vì nó được cái lễ hội làng năm nay là được xếp vào là di sản văn hóa Việt. Em được tham gia múa rồng ở trong làng Chiếu Khúc. Em cảm thấy rất là vui và tự hào về truyền thống ở làng em ạ. Điểm nhấn của lễ hội làng Chiếu Khúc là nghi lễ rước thánh và rước sắc từ đình thờ sắc đến đại đình trước ngày hội chính, mùng 10 tháng Giêng, ngày Đức Phùng Hưng lên ngôi vua. Phần hội với sự tham gia trình diễn của đội tế, đội múa rồng, đội sinh tiền, ban nhạc, đội rước, đội chạy cờ và đặc biệt là đội múa trống bồng là nét văn hóa đặc sắc riêng có ở làng Chiếu Khúc. Các trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội phản ánh những giá trị nhân văn, nét văn hóa đặc sắc riêng. Điệu múa bồng Chiếu Khúc là một trong 10 làn điệu múa cổ của Hà Nội mà hiện tại đang được gìn giữ rất tốt ở địa phương Chiếu Khúc. Thì anh em trong đội bồng chúng tôi vì vẫn đang cố gắng phát huy tinh thần của cha ông và cố gắng để truyền dạy cho con cháu bên dưới. Phải nói đây là một cái lễ hội mang rất là nhiều những cái giá trị tâm linh và bà con cũng như là người dân ở đây thì người ta chuẩn bị cho cái lễ hội này rất là chu đáo và thể hiện được cái sự tôn nghiêm cũng như là niềm háo hức để hy vọng thành hoàng làng sẽ phù hộ độ trì cho nhân dân có một cái mùa màng bội thu cũng như là công ăn việc làm ăn phát triển. Đến với lễ hội làng Chiếu Khúc, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc với cụm di tích đình đền chùa đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và hòa mình vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Lễ hội được tổ chức tại 4 địa điểm: Đình Trai, chùa Hưng Quốc, động Thung Lau, đền Thung Lá. Lễ hội diễn ra từ ngày 10 tới ngày 13 tháng Giêng hàng năm để tri ân các bậc tiền nhân như vua Đinh Tiên Hoàng, Thái hậu Dương Vân Nga, quốc sư Nguyễn Minh Không. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, lễ hội được cộng đồng dân cư tổ chức nghiêm trang với nhiều nghi lễ tế, rước cùng với những hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian như cờ lau tập trận, múa lân, hát chèo, thi đấu cờ tướng và giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đông đảo người dân và du khách. Lễ cầu mùa là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Tày ở xã Thượng Bằng La. Thông qua lễ hội để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa bản sắc, xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Lễ hội cầu mùa có hai phần chính là phần lễ và phần hội. Mở đầu phần lễ là nghi thức cúng thần hoàng làng, thần núi, thần nước mà đứng đầu là thần núi Khao Ti. Trong phần hội, có nhiều trò chơi dân gian được các chàng trai cô gái thể hiện với sự dẻo dai, thông minh, khéo léo như ném còn, đi trọ chạy đá bóng, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy. Một trong những hoạt động không thể thiếu trong lễ hội cầu mùa ở Thượng Bằng La là hội xòe then với 7 điệu xòe chính, thường gọi là dậm thuông. Năm nay có gần 800 nghệ nhân, diễn viên của các thôn trên địa bàn xã tham gia màn đại dậm thuông với 6 điệu dậm cổ của dân tộc Tày. Sau tiếng trống khai hội được gióng lên là màn trống hội, múa lân rộn rã, rực rỡ sắc màu.
Tiếp đó, du khách thập phương được tận mắt chứng kiến nghi lễ cầu mùa của dân tộc Tày, lễ cầu mùa của dân tộc Sán Chay và lễ cầu phúc của dân tộc Dao, với ý nghĩa cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ hội năm nay diễn ra trong niềm hân hoan, vui mừng phấn khởi của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, với việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong đó niềm vui lớn nhất chính là huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Lễ hội lồng tổng ATK Định Hóa đã được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia vào năm 2017. Năm nay, lễ hội khai xuân Yên Tử truyền thống được tổ chức theo hướng trang trọng, tiết kiệm và mang đậm bản sắc của dân tộc. Trong đó, phần lễ khai hội với các nghi thức như gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử. Nhiều năm nay, lễ hội xuân Yên Tử đã trở thành điểm hẹn cho du khách hành hương, chiêm bái vào dịp đầu năm. Để tiếp tục xây dựng và nâng tầm vị thế của khu di tích lịch sử quốc gia Yên Tử trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Giang hoàn thành xây dựng bộ hồ sơ khoa học đệ trình lên tổ chức UNESCO Thế giới để xem xét công nhận là di sản thế giới. Yên Tử được biết đến là chốn địa linh, là phúc địa của quốc gia, nơi linh thiêng và kỳ vĩ, gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại của nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn Trần Nhân Tông, vị vua đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược. Sau hai cuộc kháng chiến lẫy lừng ấy, khi đất nước thanh bình, ngài đã rời bỏ ngai vàng, nhường ngôi cho con là vua Trần Anh Tông để chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật. Đây là lần đầu tiên mình đến Yên Tử, nhưng mà mình thấy ở nét cổ kính vừa hiện đại từ Yên Tử. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị đi cáp treo lên chùa Đồng và mình cũng rất là muốn đến để khám phá cái tượng Phật giáo Trần Nhân Tông. Lễ hội Xuân Yên Tử năm nay còn có nhiều điểm mới như tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ truyền thống, trưng bày triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền, quảng bá về giá trị và vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử. Ban tổ chức lễ hội cho biết, hội Xuân Yên Tử năm nay sẽ thu hút rất đông du khách hành hương chiêm bái. Trong 9 ngày đầu tháng Giêng, khu di tích Yên Tử đã đón 138.000 lượt du khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong ngày đầu khai hội năm nay đã thu hút trên 20.000 lượt du khách về với non thiêng Yên Tử. Trong ngày khai lễ đã có hơn 5.000 lượt người hành hương về Am Ngọ Vân để chiêm bái Phật, vãn cảnh với nguyện cầu một năm mới thật bình an, may mắn. Sau 4 năm quay trở lại đây thì thấy không khí cũng trở nên rất là linh thiêng, nhất là trong cái khung cảnh hôm nay là rất là nhiều sương mù này giống như là lạc vào tiên cảnh vậy. Cho nên là cảm giác về với cõi Phật. Chúng tôi mới kết hôn và thực hiện chuyến đạp xe xuyên quốc gia từ Hà Lan qua các nước. Khi đến Việt Nam, vợ chúng tôi được giới thiệu về lễ hội này nên đã tham gia. Chúng tôi cảm thấy ở đây rất đẹp, nhất là ngôi chùa được bao phủ quanh là rất nhiều mây. Tôi cũng rất thích cách mọi người hành hương lên chùa. Lễ hội Xuân Ngọ Vân khai mạc vào ngày 9 tháng Giêng hàng năm và diễn ra đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân, Phật tử và du khách hành hương về Ngọ Vân, Đông Triều, vùng đất Phật trời Nam để dâng hương, kính lễ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, ngân sách bổ sung cho hạm đội tàu mặt nước của Hải quân sẽ nâng tổng mức đầu tư mua sắm và duy trì đội tàu lên 54,2 tỷ đô la Australia trong 10 năm tới. Như vậy, Australia sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2,4% tổng sản phẩm quốc nội, cao hơn mức mục tiêu 2% do các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặt ra. Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhấn mạnh, Hải quân Australia cần tăng cường khả năng đảm bảo an toàn và an ninh cho các tuyến đường thông tin liên lạc và thương mại trên biển, vì những tuyến đường này là nền tảng cho cuộc sống của người dân và sự thịnh vượng của đất nước. Ông cũng khẳng định, hạm đội tác chiến mặt nước được trang bị hiện đại sẽ đảm bảo Hải quân được tối ưu hóa cho các hoạt động trong môi trường hiện tại và tương lai. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, khoảng 6.400 trong số 13.000 bác sĩ và thực tập sinh tại các bệnh viện lớn đã xin nghỉ và khoảng hơn 1.600 người trong số đó đã bỏ việc vào trước 23 giờ ngày hôm qua, 19 tháng 2. Tại bệnh viện Severance ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc,
cha của một bệnh nhân cho biết họ đã phải đợi lâu hơn bình thường để được các bác sĩ khám. Đồng thời, ông lo lắng rằng ca phẫu thuật của con gái ông sẽ bị trì hoãn. Tôi phát hiện con gái mình bị tật vẹo cổ nên chúng tôi đến đây để phẫu thuật. Nếu bác sĩ đình công, ca phẫu thuật của con gái tôi có thể bị trì hoãn và thời gian điều trị có thể kéo dài hơn. Tôi hy vọng tình hình sẽ được giải quyết ổn thỏa. Theo số liệu thống kê, năm 2022, Hàn Quốc có tỷ lệ 2,6 bác sĩ trên 1.000 người, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,7 bác sĩ trên 1.000 ở các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Do đó, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào trường y lên 2.000 người bắt đầu từ năm học 2025 với mục tiêu bổ sung thêm 10.000 bác sĩ vào năm 2035. Tuy nhiên, các bác sĩ và sinh viên y khoa nước này cho biết hiện đã có đủ bác sĩ và việc tăng số lượng cán bộ ngành này có thể dẫn đến các thủ tục y tế không cần thiết cũng như làm suy yếu nguồn tài chính của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia. Theo Cục Khí tượng Thái Lan sẽ chính thức bước vào mùa hè vào cuối tháng này với nhiệt độ trong tuần này ở khu vực thượng nguồn cả nước đang bắt đầu tăng dần. Nhiệt độ hàng ngày cao nhất trong thời gian hiện nay đang được ghi nhận vào tầm 4 giờ chiều ở mức 35-38 độ C và chỉ giảm nhẹ vào những ngày mưa. Năm tỉnh của Thái Lan dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do nắng nóng trong năm nay là Mae Hong Son, Uttaradit, Sụ Khổ Thai, Tak và Udon Thani.